Con mua ăn lẩu 3X dành cho 4 đến 5 người ăn. Thời tiết Hà Nội 15 độ rồi, quá phù hợp để ăn lẩu. Trong tối còn đúng 3 giờ này, cùng mình đi xem mua được bao nhiêu món với từng ngày tiền nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy xe mix Việt này, siêu tiện lợi, không phải mua quá nhiều các loại viên, nhưng mà chị mình lại thích ba chỉ cơ. Đây rồi, hàng tôm sú 10V quất luôn. Ngắm đi ngắm lại tí thì quên em cút xúc xích quốc dân này, với một tín đồ nghiện phô mai như mình thì cũng không thể nào bỏ qua đậu hũ phô mai được rồi. Đến cái đoạn tính tiền mình phải thu lên, ôi sao rẻ thế, mua từng đây món mà chưa hết ba cái tờ mình cầm. Mình lấy cả thì cả hải sản đấy nhá, không các bạn lại bảo là mình độn toàn đầu tiên mình mua được nhiều. Thôi bye bye, mình đi ăn lẩu đây.